Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Thanh Liên Chi Đỉnh của tác giả Tiêu Thập Nhất Mạc. Tập 124. Chương 1231, 8 năm. Hắn thả ra một thanh sắc phi chu, chở đám người vương minh nhân phá không mà đi. Tu sĩ Nguyên Anh khác lục tục ra khỏi cung điện màu vàng, dẫn theo môn hạ đệ tử rời khỏi. Nửa năm sau, thế lực có Nguyên Anh tu sĩ tọa trấn đều nhận được mệnh lệnh của 10 đại tông môn Nam Hải, ước thúc thế lực phụ thuộc, không cho phép chinh phạt lẫn nhau. Đặc biệt kim đan tu sĩ không thể tử chiến, người vi phạm nghiêm trị không tha. Thời gian như ngựa chạy, thời gian 8 năm rất nhanh liền trôi qua. San hô hải vực, linh miết phường thị. Trong một gian mật thất, Vương Thanh Sơn xếp bằng ngồi trên bồ đoàn, hai mắt khép hờ, quanh thân có 7 thanh kiếm mờ ảo bay lơ lửng. Mỗi một thanh phi kiếm đều phát ra một trận kiếm minh thanh trong suốt, kiếm quang đại trướng, giống như là hô ứng cho nhau vậy. Thanh ly kiếm lơ lửng ở trên đỉnh đầu Vương Thanh Sơn, đồng thời phát ra từng trận kiếm minh thanh trong suốt. 7 thanh phi kiếm màu xanh xoay tròn rất nhanh, mỗi một lần chuyển vòng, kiếm quang liền trướng lớn hơn một chút, tốc độ chuyển động cũng nhanh một ít. Theo thời gian trôi qua, từng mảng kiếm quang màu xanh bao vây lấy Vương Thanh Sơn, tiếng hô xe gió mãnh liệt, từng cổ khí lưu cường đại đột nhiên hiện lên. Nửa khắc đồng hồ sau, 7 thanh phi kiếm màu xanh trở nên chói mắt vô cùng, đều hướng tới đồng thời tới thanh ly kiếm bắn nhanh ra. Thanh quang chợt lóe, 8 thanh phi kiếm kết hợp nhất thể, thanh quang đại trướng xuống, hiện ra một thanh cự kiếm màu xanh tản mát ra khí thế hủy thiên diệt địa. Vương Thanh Sơn mở hai mắt, quát nhẹ một tiếng, chảm. Thanh sắc cự kiếm hào quang đại trướng, vô số thanh sắc kiếm khí bắn ra, bổ vào thổ hoàng sắc quang mạc bên ngoài vách đá. Oanh đùng đùng, thạch thất đung đưa kịch liệt hẳn lên, thổ hoàng sắc quang mạc lõm xuống, rất nhanh lại khôi phục bình thường. Vương Thanh Sơn khoát tay, thanh quan chợt lóe, thanh sắc cự kiếm hóa thành 8 thanh thanh sắc phi kiếm. Thanh ly kiếm hóa thành một đạo độn quang màu xanh, bay trở về bên trong cơ thể Vương Thanh Sơn. Thái nhất tiên môn ở Nam Hải phân đà có bao nhiêu vị kiếm tu, trong lúc Vương Thanh Sơn dưỡng thương, không hề thiếu kiếm tu đến thăm hắn, cùng hắn trao đổi tu luyện tâm đắc. Hắn bế quan tu luyện 8 năm, tu vì từ kim đan tầng 6 tăng lên tới kim đan tầng 7, đồng thời hắn lại nắm giữ một bộ kiếm trận thất tinh chu yêu kiếm trận. Nắm giữ thất tinh chu yêu kiếm trận, chống lại Chu Vân Tiêu, hắn cũng có vài phần tin tưởng. Chu Vân Tiên dù sao cũng là đệ tử ký danh của Thất Tuyệt Đao Hoàng, lại là đại yến hoàng ộc, thực lực không thể khinh thường. Hắn lấy ra chuyện tấn bàn, liên hệ với tộc nhân đóng quân ở Linh Miết Phường Thị, hỏi thăm tình hình gia tộc gần đây. Nhật Nguyệt Cung nhúng tay vào, chiến sự ở San Hô Hải vực rất nhanh đã xong, chiến sự không có mở rộng thêm một bước. Hồng Nguyệt Hải vực cũng không có loạn hẳn lên, vương gia tự nhiên sẽ không có biến cố gì. Biết được tất, cả gia tộc mạnh khỏe, Vương Thanh Sơn an tâm. Nửa khắc đồng hồ sau, Vương Thanh Sơn xuất hiện ở bên ngoài gian mật thất. Hắn đang muốn nhập vào truyền âm phù thì cửa lớn mật thất chợt mở ra, Lưu Cận cùng Tiêu Dao Kiếm Tôn đi ra ngoài. Ồ, Thanh Sơn, sao ngươi lại tới đây? Vi sư đan muốn đi xem ngươi ở đâu. Tiêu Dao Kiếm Tôn nhìn thấy Vương Thanh Sơn, mặt lộ vẻ sắc vui mừng. Đệ tử bái kiến sư phụ, Lư sư thúc. Vương Thanh Sơn vội vàng hành lễ, thần sắc cung kính. Nghi thức xã giao liền miễn đi, thương thế của ngươi ổn chưa? Tiêu Dao Kiếm Tôn thân thiết hỏi. Nói hẳn lên, từ lúc từ biệt ở Ngự Yêu Quốc, hắn đã nhiều năm không gặp Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn cũng không có cô phụ Tiêu Dao Kiếm Tôn kỳ vọng, ở đại hội đấu kiếm lĩnh ngộ được kiếm tâm thông linh. Tại kiếm phong ở Thái Nhất Tiên Môn tìm hiểu bừng tỉnh Thái Nhất Kiếm Trấn Tông Chi Bảo của Thái Nhất Tiên Môn. Ở bên trong đại chiến San Hô Hải Vực, lấy ít địch nhiều, chém giết nhiều kim đan tu sĩ. Nhờ Lưu Sư Thúc đưa đan dược, đệ tử đã muốn khỏi hẳn. Lưu Cận hào sảng cười nói, Diệp sư huynh, ngươi nghe được, Vương sư điệt không có trở ngại, điều này ngươi có thể yên tâm. Hừ, ngươi làm trưởng bối, chiêu cố vãn bối là hẳn là. Tiêu Dao Kiếm Tôn không cho là đúng, tâm thái bao che rõ ràng. Hắn quan sát trên dưới Vương Thanh Sơn một chút, cười nói, kim đan tầng 7, không sai. Xem ra mấy năm nay ngươi không có lười biếng tu luyện. Đại chiến lúc này đâu là cơ duyên ngươi đến. Nếu là lập hạ công lớn, kết anh linh vật đều không là vấn đề. Nhật Nguyệt Cung muốn liên hợp thế lực khác, khai phá Vạn Yêu Hải vực, thành mời 7 đại tiên môn Đông Hoang gia nhập. Suy xét đến Đông Hoang tồn tại yêu tộc,
7 đại tiên môn cùng 10 đại tông môn ở Bắc Cương hiệp đàm, mời 10 đại tông môn Bắc Cương. Ngoại trừ 10 đại tông môn Bắc Cương, ngũ đại hoàng triều ở Trung Nguyên cũng gia nhập. Thế lực tu tiên ở Đông Hoang, Nam Hải, Bắc Cương và Trung Nguyên đều tham chiến. Đề cập đến nhiều thế lực, phân phối nhân thủ, tiến công lộ tuyến vật tư chiến lược các loại, chỉ là việc này liền mất thời gian mấy năm. Lúc này đây quy mô đại chiến rất lớn, đề cập đến 4 tu tiên giới cùng hơn 10 thế lực lớn. Đơn giản mà nói, đây là thời cơ tốt để kiến công lập nghiệp. Đại chiến, không phải đã xong sao? Vương Thanh Sơn hơi sửng sốt. Hắn tự nhiên không biết nhân tộc đối phó yêu tộc, chỉ có một ít nguyên anh tu sĩ mới biết chuyện. Tiêu Dao Kiếm Tôn cười thần bí nói, ngươi theo vi sư về Đông Hoang, ngươi sẽ có đất dụng võ. Vừa lúc vi sư chỉ điểm ngươi nhiều một chút, chịu giới hạn trong môn quy, vi sư không thể truyền thụ ngươi công pháp bí mật bản tông, chỉ điểm ngươi tu luyện không thành vấn đề. Chương 1232, đường ra gây khó dễ, 1. Vương Thanh Sơn nhướng mày hỏi, sư phụ, hiện tại muốn quay về Đông Hoang. Như thế nào? Ngươi có việc không tiện trở về. Đại chiến lúc này đây đối với cá nhân ngươi và gia tộc đều có lợi, vi sư sẽ không lừa gạt ngươi. Đệ tử không phải ý như vậy. Đệ tử cùng Chu Vân Tiêu Chu đạo hữu đã hẹn luận bàn. Đệ tử tính đầu tiên cùng hắn luận bàn, sau đó mới quay về Đông Hoang. Vương Thanh Sơn nói đơn giản một chút ước định của hắn và Chu Vân Tiêu. Đương nhiên, hắn cũng không nói gì về việc mình xông qua Trấn Tiên Tháp. Tiêu Dao Kiếm Tôn nghe xong chân tướng, vẻ mặt lộ vẻ sắc khen ngợi cười nói, tốt, rất tốt rồi. Lão Phu tìm khắp nơi Thất Tuyệt Đao Hoàng cũng không thấy hắn. Đúng lúc, đệ tử đối với đệ tử cũng có thể nhìn ra được trình độ sư phụ. Vi sư với ngươi đi một chuyến, làm nhân chứng cho các ngươi. Vương Thanh Sơn tự nhiên không có ý kiến, đáp ứng xuống dưới. Tiêu Dao Kiếm Tôn công đạo đơn giản vài câu, dẫn theo Vương Thanh Sơn rời khỏi Hồng Nguyệt Hải Vực, Ngân Xà Đảo. Trong một tòa sân yên tĩnh, một nam đồng thanh sam chừng hơn 10 tuổi đang ngồi ở bên trong thạch đình, trên tay cầm một quyển sách cổ thật dày, xem chăm chú. Ai, khi nào, ta cũng có thể tu tiên. Nam đồng thanh sam lẩm bẩm, vẻ mặt đầy hâm mộ. Vương Hoa Phong, nguyên danh Vương Phong, dị linh căn thuộc tính phong. Hắn đã 13 tuổi, còn chưa bước vào tiên đồ. Vương gia không có công pháp thuộc tính phong, lại không nghĩ đưa Vương Hoa Phong vào đại môn phái. Với thế lực Vương gia hôm nay, có thể để Vương Hoa Phong ở lại trong tộc, dốc lòng bồi dưỡng. Năm đó, nếu không phải điều kiện gia tộc quá kém, Vương gia cũng sẽ không đưa Vương Minh Nhân vào Thái Nhất Tiên Môn. Sau khi đưa Vương Hoa Phong đến Ngân Xà Đảo, đãi ngộ rất tốt, Vương Thu Hồng luôn trông chừng hắn. Vương Thu Hồng vẫn phái người lưu ý công pháp thuộc tính phong, đáng tiếc chưa thể toại nguyện. Công pháp thuộc tính phong không phải rau cải trắng, Vương gia vẫn không có tìm được công pháp thuộc tính phong. Vương Hoa Phong liền cũng không thể bước vào tu tiên giới. Hắn không thể tu luyện, chỉ có thể học tập tri thức tu tiên. Hắn lựa chọn trận pháp chi đạo ít lưu ý nhất, không có biện pháp. Vô luận là luyện đan, chế phù vẫn là luyện khí, đều phải cần có pháp lực mới có thể luyện tập, mà trận pháp giai đoạn lúc trước đều là tri thức trụ cột, không có pháp lực ảnh hưởng không lớn. Diệp Hải Đường tự mình truyền thụ hắn tri thức trận pháp. Hắn lợi dụng nguyên vật liệu bày trận, đã có thể bố trí được thượng phẩm trận pháp bậc 1. Đương nhiên, hắn biết như thế nào là bày trận, nhưng không có cách nào khống chế trận pháp. Bầu trời ban đầu đang sáng sủa thì chợt mây đen dày đặc, tiếng hô xe gió mãnh liệt. Một đoàn mây đen thật lớn xuất hiện trên bầu trời Ngân Xà Đảo, thỉnh thoảng từ bên trong truyền đến tiếng xe gió u u, giống như tận thế vậy. Đây là kim đan lôi kiếp, có người đánh sâu vào kim đan kỳ. Vương Hoa Phong kinh ngạc nói, hắn xem qua trong điển tịch có ghi chép, nhận ra đây là kim đan lôi kiếp. Ánh mắt hắn lộ ra một chút hâm mộ. Nếu hắn cũng có thể bước vào tu tiên giới thì tốt rồi. Nếu tiếp tục trì hoãn lại, hắn liền bỏ lỡ thời gian trúc cơ tốt nhất, ảnh hưởng con đường ngày sau. Oanh đùng đùng, một trận lôi minh tiếng vang lên. Trên không Ngân Xà Đảo hiện ra đoàn mây lớn thứ hai, giống như có hai người tu tiên đồng thời đưa đến kim đan lôi kiếp. Phòng nghị sự, Vương Thu Hồng đang mời dự họp tộc. Bởi vì Vương Minh Nhân cảnh báo, Vương Thu Hồng 8 năm này chủ yếu là 3 sự kiện. Thứ nhất là cổ vũ sinh đẻ, mở rộng số lượng người tu tiên. Thứ hai là mua lượng lớn vật tư chiến lược cùng nguyên vật liệu, luyện đan đường, luyện khí đường,
chế phù đường cùng trận pháp đường điên cuồng chế tạo các loại tài nguyên tu tiên, đan dược, phù triện, pháp khí, khôi lỗi thú các loại, gia tộc Vương gia bảo tộc nhân lấp đầy vật tư chiến lược. Thứ ba, thêm đại tộc nhân luyện tập cường độ, đặc biệt là thao luyện khôi lỗi thú trận. Vương gia hiện tại có hơn 1.500 người tu tiên, đây là tộc nhân Hồng Nguyệt Hải Vực, 500 người họ khác. 1.000 người họ Vương, thông qua đám cưới cùng phương thức mượn sức, tu sĩ khác họ đã muốn hoàn toàn dung nhập Vương gia. Trúc cơ tu sĩ hơn 150, trong đó họ khác có hơn 30 người. Tu sĩ họ khác chủ yếu là phụ trách săn yêu hoặc là đối ngoại tác chiến. Chức vụ quan trọng đều là đệ tử Vương gia đảm nhiệm. Tu sĩ khác họ nắm giữ một môn tài nghệ, đãi ngộ cũng không tệ. Chôn ở Vân Hải Tông tu sĩ Vương gia có hơn 30 người, nắm giữ những bộ môn trọng yếu ở Vân Hải Tông. Đương nhiên, bọn họ đối ngoại, không phải họ Vương. Vân Hải Tông cũng trữ lượng lớn vật tư chiến lực, có rút lại binh lực, tự thân phát triển lực lượng. Vương gia lấy cường đại vũ lực vì trấn nhiếp, cùng hàng xóm xung quanh thuê mấy chục tiểu đảo, làm ruộng nuôi cá, khoách đại phạm vi thế lực. Một trận lôi minh tiếng vang lên, Vương Thu Hồng trong lòng cả kinh, sắc mặt lộ vẻ vui mừng, tính toán thời gian, sớm nên có tộc nhân đưa đến kim đan lôi kiếp. Hôm nay liền tới đây thôi, bản tộc lại có tân tấn kim đan tu sĩ, ước thúc tốt tộc nhân, đừng làm cho bọn họ ảnh hưởng đến việc đánh sâu vào kim đan của tộc nhân. Vương Thu Hồng dặn dò vài câu, bước nhanh đi ra ngoài. Khi hắn bay đến trời cao thì kinh ngạc phát hiện, trời cao lơ lửng 5 đoàn mây đen thật lớn. Ở đây có 5 tên tộc nhân đánh sâu vào kim đan kỳ. Vương Thu Hồng đầu tiên là sửng sốt, vẻ mặt trở nên 10 phần kích động hẳn lên. 5 tên tộc nhân đánh sâu vào kim đan kỳ, ít nhất cũng có 2 gã tộc nhân có thể tiến vào kim đan kỳ. Các bạn đang nghe truyện Thanh Liên Chi Đỉnh của tác giả Tiêu Thập Nhất Mạc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1233, đường ra gây khó dễ 2. Oanh đùng đùng, một trận lôi minh tiếng thật lớn vang lên. Một đạo tia chớp màu bạc từ bên trong một đoàn mây đen bay ra, bổ về phía một sơn cốc. Không quá bao lâu, 4 đoàn mây đen khác lần lượt đánh tia chớp xuống. 5 tên trúc cơ tu sĩ đồng thời đưa tới kim đan lôi kiếp. 10 phần hiếm thấy, ngày nay ghi chép lại nhập tổ sự để cho toàn bộ hậu nhâu đều nhớ kỹ ngày này. Đồng thời trong lúc đó, trên bầu trời Vân Hải Tông nổi lơ lửng 2 luồn mây đen thật lớn, điện thiểm lôi minh. Trong một đỉnh núi, Vương Thanh Thiến đang ở đỉnh núi, trong mắt lộ ra vài phần lo lắng. Mấy năm nay, nàng khổ tâm chuyên tâm nghiên cứu khôi lỗi thuật, luyện chế ra không ít khôi lỗi thú bậc 3. Đang ở độ kiếp là Vương Thu Hâm và Liễu Ngọc. Vương Thu Hâm là tộc nhân Vương gia, hắn là hậu duệ của Vương Trường Tinh. Liễu Ngọc là đệ tử của Tử Nguyệt Tiên Tử, xuất thân là tán tu, nàng bị gã cho tu sĩ Vương gia, tu luyện khắc khổ. Oanh đùng đùng. Một trận lôi minh đinh tai nhức óc vang lên, 2 đạo tia chớp bạc tô tho từ bên trong 2 luồng mây đen khác nhau bay, bổ về phía dưới. Kim Thiền Hải Vực, Chu Sơn Đảo. Trên bầu trời Chu Sơn Đảo lơ lửng một đoàn mây đen thật lớn, điện thiểm lôi minh. Nơi này là một cứ điểm Vương gia, chủ yếu là trông coi bí cảnh, gia chủ Vương Hữu Du đang đánh sâu vào kim đan kỳ. Du Quốc, đường ra. Trong một gian mật thất, Vương Mạnh Phần bị trói ở trên giá gỗ, tứ chi bị xích khóa lại, cả người hắn đầu vết thương, máu không ngừng chảy. Một gã người nam trung niên đứng ở mộ bên, tay cầm một cây trường tiên có vết máu. Nói, Phong Nhi bị ngươi đưa đến địa phương nào? Nếu không nói, ta liền chặt ngón tay của ngươi xuống. Người nam trung niên đằng đằng sát khí nói. Lúc trước Vương Mạnh Phần kiểm tra đo lường Vương Phong là dị linh căn thuộc tính Phong. Vợ chồng Vương Anh Hùng liền kiểm tra đo lường trước, Đường Khả Khanh cũng phát hiện ra thuộc tính linh căn của con mình. Lúc này mới đi trong đêm quay về báo tin với Đường gia. Mặc kệ nói như thế nào, thực lực của Đường gia mạnh hơn so với Vương gia. Đường gia biết được tin tức, lập tức phái người đi đến Vương gia, đáng tiếc là Vương Phong đã bị người dẫn đi. Đường gia phái ra lượng lớn nhân thủ điều tra, đều không có tìm được nơi Vương Phong hạ lạc. Rơi vào đường cùng, bọn họ đành phải nghiêm hình tra tấn Vương Mạnh Phần, ép hỏi nơi Vương Phong ở. Dị linh căn thuộc tính Phong, chỉ cần dốc lòng bồi dưỡng, xác định chắc chắn kim đan tu sĩ. Đường gia như thế nào lại tặng cho người khác, Vương Mạnh Phần chết cũng không chịu nối. Ngoài trừ hắn thì chi nhánh tộc nhân Vương gia ở Du Quốc cũng không biết Vương Phong đi về đâu.
ngươi cho dù giết ta, ta vẫn là ba chữ không biết. Đường ra các ngươi ở Du Quốc một tay che trời, không có nghĩ là các ngươi có thể một tay che trời ở Đông Hoàng. Vương gia chúng ta cũng có kim đan tu sĩ, nếu ngươi giết ta, ngươi xem vương gia chúng ta sẽ có thể hay không trả thù đường ra các ngươi. Vương Mạnh phần lớn tiếng rít gào nói, vẻ mặt dữ tợn. Nói thật, hắn chỉ biết là Vương Phong bị đưa đi Nam Hải, nhưng cụ thể là nơi nào thì hắn cũng không biết. Kim đan tu sĩ, kim đan tu sĩ thật sự rất giỏi sao? Thực nghĩ không cần ngươi nói, chúng cũng không biết. Người ở Thanh Liên Vương gia các ngươi, đường gia chúng ta đã phái người đi đến Hắc Ưng Sơn Mạch ở Khánh Quốc. Không giao Vương Phong ra đây, đừng trách sao chúng ta không hạ sát thủ. Nghe xong lời này, Vương Mạnh phần ánh mắt mở to, vẻ mặt tràn đầy sự khó tin. Trên đời này có chính là nhu nhược. Ngươi không nói, không có nghĩ là người khác không nói. Chính ngươi cũng hiểu rõ ràng, nếu không nói, ta thực sẽ đem ngươi đi giết. Nếu không phải cố kỵ Vương Thanh Sơn và Thái Nhất Tiên Môn, đường gia đã sớm thống hạ sát thủ mà không cần phải dùng nghiêm hình tra tấn. Ngươi cho dù có giết ta, ta vẫn là nói câu kia. Không biết. Vương Mạnh phần ta có cận kề cái chết cũng sẽ không phản tộc. Hắn năm đó tránh thoát được một kiếp, tận mắt nhìn thấy gia tộc từ từ khôi phục nguyên khí. Sau khi Vương Phong Kim Đan có thể che chở cho gia tộc mấy trăm năm, hắn tuyệt đối sẽ không giao Vương Phong cho đường gia, lại càng không thổ lộ cứ điểm gia tộc ở Nam Hải. Trên thực tế, hắn cũng không biết. Chờ tộc nhân đưa đến Hắc Ưng Sơn Mạch các ngươi, ta xem miệng ngươi có thể sẽ không cứng rắn như vậy. Đông Hoang, Khánh Quốc, Hắc Ưng Sơn Mạch. Một đoàn mây đen thật lớn phiêu phù trên trời cao, thỉnh thoảng đánh xuống từng đạo tia chớp màu bạc thô to. Vương Hữu San ở bên trong tòa thạch đình màu xanh, nhìn mây đen trên trời cao, lộ ra một tia sợ hãi. Nếu là lôi điện bổ vào trên người nàng, chỉ sợ là ba đánh là có thể diệt sát nàng. Hơn 10 đạo độn quan xuất hiện ở phía xa xa chân trời, rất nhanh bay về Hắc Ưng Sơn Mạch. Người nào dám xông vào vương gia chúng ta? Tuần tra đệ tử đâu? Vương Hữu San nhướng mày, quát lớn, tiếng cảnh báo mãnh liệt. Một đội đệ tử vương gia lao ra, ngự khí bay đến. Không quá bao lâu, hơn 10 đạo độn quang ngừng lại. Cầm đầu là một lão giả thanh sam tầm 50 tuổi cùng một thiếu phụ váy đỏ, hai người đều có tu vi kim đan tầng 3. Ồ, có người đánh sâu vào kim đan kỳ. Lão giả thanh sam nhíu mày nói, ngươi muốn ngăn cản hắn. Lão giả thanh sam trầm ngâm một lát, lắc lắc đầu nói, lúc này ra tay cũng vô dụng, hắn nhanh độ xong lôi kiếp. Theo như tình báo đường gia thu thập, vương gia ít nhất có 4 gã kim đan tu sĩ. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Thanh Sơn và Vương Thanh Thiến. 4 người này một ngày bất tử, đường gia cũng không dám đại khai sát giới với tu sĩ vương gia. Nếu đường gia thật sự làm như vậy, thì diệt tộc cách cũng không xa. Chương 1234, việc vui lầm môn. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ở Đông Hoang không có danh khí. Vương Thanh Sơn danh khí khá lớn. Vương Thanh Sơn ở Nam Hải uy danh. Đường gia có nghe thấy, tự nhiên không dám sằng bậy. Hai vị tiền bối thượng môn, không biết có chuyện gì. Vương Hữu San khách khí nói, cản lại vương gia đệ tử. Vương Phong ở chỗ các người. Mang hắn giao ra đây, chúng ta không muốn giết người. Lão giả thanh sam vẻ mặt lạnh lùng. Lúc này, mây đen cũng tán đi, lôi kiếp cũng đã bị biến đi mất. Một đạo độn quang màu đỏ từ bên trong đống đá vụn bay ra, đứng bên người Vương Hữu San. Đúng vậy là Vương Thanh Thuần. Sau khi Vương Thanh Thuần chữa trị kinh mạch, bế quan hơn 20 năm, lại đánh sâu vào kim đan lì, lúc này thuận lợi tiến vào kim đan kỳ. Vương Thanh Thuần hơi sửng sốt, hắn luôn bế quan, cũng không biết Vương Phong là ai. Vương Hữu San lợi dụng truyền âm thuật, nói đơn giản mỏ chút lai lịch Vương Phong. Một tu sĩ dị linh căn thuộc tính phong, Vương Thanh Thuần tự nhiên sẽ không giao ra. Còn nữa, Vương Phong đã được đưa đi đến Ngân Xà Đảo. Quan trọng nhất là, Vương Phong chính là tộc nhân vương gia. Hai ca ca trước của hắn đều không có linh căn. Đường gia cũng không quan tâm đến hai gã phàm nhân này. Nói trắng ra là, không phải đường gia cảm thấy khi dễ vương gia sao. Hắn họ Vương, không họ Đường. Giao người ra cho đường gia các ngươi. Ngươi coi vương gia chúng ta trở thành cái gì? Vương Thanh Thuần cười lạnh nói. Nói thật, nếu hiện tại sinh tử đấu, hắn khẳng định không phải là đối thủ của tu sĩ đường gia.
ngay cả như thế thì khí thế của hắn sẽ không yếu cho tu sĩ Đường gia. Hừ, các ngươi ngay cả tổ địa đều không đảm bảo. Đều là như chó nhà có tang, đông trốn tây tạm, còn phân tán tộc nhân. Nếu không phải thế lực Đường gia chúng ta mạnh, thật đúng là không tìm được các ngươi. Thành thật giao người ra đây, nếu không thì đừng trách chúng ta khách khí. Lão giả thanh sam không chút khách khí, giọng điệu lạnh lùng. Như thế nào? Khánh Quốc từ khi nào trở thành hậu hoa viên của Đường gia các ngươi? Thực không coi Kim Nhạn Tông chúng ta không tồn tại sao? Một đạo thanh âm lạnh lùng của một cô gái chợt vang lên, từng đạo kim quang xuất hiện ở phía chân trời, rất nhanh bay về hướng này. Không quá bao lâu, kim quang ngừng lại, rõ ràng là một hình thể cự nhạn màu vàng thật lớn. Một thiếu phụ váy kim dáng người thướt tha ngồi ở bên trên. Khánh Quốc là địa bàn khống chế của Thái Nhất Tiên Môn. Du Quốc là địa bàn khống chế của Vạn Hoa Cung, riêng phần mình lão đại đều không giống. Trưởng môn Thái Nhất Tiên Môn Trường Triển Phong tự mình sắp xếp nơi cư trú cho vương gia, dặn dò tông chủ Kim Nhạn Tông chiếu cố vương gia nhiều hơn, Kim Nhạn Tông tự nhiên không dám chậm trễ. Vương gia cũng biết làm người, Kim Nhạn Tông nhận được không ít lợi từ vương gia, tự nhiên có thêm dụng tâm chiếu cố vương gia. Thời điểm Vương Thanh Thuần đưa tới lôi kiếp, tu sĩ Kim Đan của Kim Nhạn Tông đóng quân cách vạn dặm thu được tin tức, lập tức chạy đến. Kim phu nhân, bọn họ đoạt lấy tộc nhân chúng ta chỉ là làm cho bọn họ giao ra đây thôi. Lão giả thanh sam nghiêm mặt nói, buồn cười, hắn họ Vương, tự nhiên là người của vương gia chúng ta, há là cho ngươi có đạo lý. Vương Thanh Thuần cũng không chịu thua, cười lạnh nói, tốt rồi, đừng xảo. Đường đạo hữu, ta mặc kệ các ngươi có gì tranh cãi trong lúc đó, nhưng nơi đây là Khánh Quốc, không phải Du Quốc. Không chấp nhận được việc các ngươi làm càn, làm sự tình nháo đại, đối với ai đều không có lợi, ngươi nói xem. Bảy đại tiên môn hạ lệnh các thế lực phụ thuộc nghiêm cấm khơi mào chiến sự, lại càng không cho pháp thượng tu sĩ Kim Đan ra tay đánh, vi phạm nghiêm trị không tha, ai cũng không dám làm chim đầu đàn. Lão giả thanh sam và thiếu phụ quần đỏ liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi gật đầu với nhau. Hừ, lúc các ngươi lúc này đây vận khí tốt. Muốn chúng ta thả người, lấy vương phong ra trao đổi, nên sớm đưa người đến đây một chút, hắn sẽ bớt chịu đau khổ da thịt. Thời gian càng lâu, ai cũng không dám cam đoan hắn an toàn. Lão giả thanh sam nối xong lời này, dẫn ngươi rời khỏi. Vương Thanh Thuần trong lòng khinh thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nếu đánh, hắn thực không phải là đối thủ. Hắn chắp tay hướng thiếu phụ váy kim, cảm kích nói, Kim phu nhân, đa tạ. Nhấc tay chi lao mà thôi, Đường gia mấy năm nay làm việc có hơi quá đáng. Vương đạo hữu, các ngươi cẩn thận một chút. Đường gia khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu thật sự không được, đến Kim Nhạn Tông chúng ta trốn. Đa tạ, tại hạ trong lòng hiểu rõ. Vương Thanh Thuần tính đi đến Nam Hải, hội báo tình hình gia tộc. Hồng Nguyệt Hải vực, Ngân Xà đảo, năm đoàn mây đen thật lớn biến mất. Trong phòng nghị sự, Vương Thu Hồng nhìn vài vị tân tấn kim đan tu sĩ, vẻ mặt mười phần kích động. Năm người Vương Thanh Kỳ, Vương Thu Diễm, Vương Thiên Kỳ, Vương Mạnh Bân và Vương Vinh Miểu đánh sâu vào kim đan kỳ. Vương Thu Diễm và Vương Thiên Kỳ kim đan thất bại, ba người Vương Thanh Kỳ thành công tiến vào kim đan kỳ. Vương Mạnh Bân không có đi xa nhà, nhưng kinh nghiệm đấu pháp của hắn phong phú, dẫn từng đội qua Vân Hải Tông diệt giết tinh anh đệ tử, thực lực cường đại. Vương Thanh Kỳ là lần thứ hai đánh sâu vào kim đan kỳ, có một lần kinh nghiệm, hắn lúc này đây hao phí không ít khí lực, thuận lợi tiến vào kim đan kỳ. Vương Vinh Miểu trước kia ra ngoài du lịch, tránh thoát được một kiếp. Sau lại bái nhập Huyền Thủy Cùng, có tiếng là người cuồng nhiệm vụ, pháp lực tinh thuần, kinh nghiệm đấu pháp phong phú. Vương Thu Diễm là luyện đan sư, hắn rất ít ra ngoài, tu vi toàn bộ đều là nhờ vào hạp dược. Đi theo đội săn yêu của gia tộc ra bên ngoài liệp sát yêu thú, nhưng số lần không nhiều lắm. Hắn mất mấy năm thời gian chiết xuất pháp lực, nhưng dùng không nhiều, vẫn thất bại như cũ. Vương Thiên Kỳ khâm phục báo công tác, chạy ngược chạy xuôi, rất ít yên ổn tu luyện, pháp lực cũng không đủ tinh thuần, kim đan thất bại. Các bạn đang nghe truyện Thanh Liên Chi Đỉnh của tác giả Tiêu Thập Nhất Mạc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1235, tính toán 1. Tư Bá, chúc mừng. Chúc mừng các ngươi tiến vào Kim Đan kỳ, cứ như vậy tộc nhà chúng ta có 10 vị Kim Đan tu sĩ. Vương Thu Hồng có chút kích động nói,
Nếu Vương Trường Sinh và Uông Như Yến tiến vào Nguyên Anh kỳ, Vương gia có thể nói là đại tộc tu tiên, ít nhất có thể cùng Trương gia liều mạng. Thu Hồng, may mắn có ngươi. Mấy năm nay quản lý tốt gia tộc, chúng ta mới có thể an tâm tu luyện. Đúng rồi, cửu thúc cửu thẩm có xuất quan không? Vương Thanh Kỳ cười nói, sau khi tiến vào kết đan kỳ, hắn tâm tình tốt. Vương Thu Hồng lắc lắc đầu nói, còn không có, tổ phụ tổ mẫu còn không có xuất quan. Các ngươi vừa mới tiến vào kim đan kỳ, nên về bế quan một đoạn thời gian, củng cố tu vĩ. Ba người Vương Thanh Kỳ cũng không có phản đối, đáp ứng rồi xoay người rời khỏi. Vân Hải Tông, trong phòng nghị sự, Vương Thanh Thiến đang cùng Vương Thu Hâm nói cái gì đấy. Vương Thu Hâm lúc trước là đội trưởng đội săn yêu, dẫn dắt tộc nhân liệp sát yêu thú, pháp lực có vẻ tinh thuần. Hắn thuận lợi tiến vào kim đan kỳ, Liễu Ngọc thất bại. Thu Hâm, chúc mừng, sau khi người kim đan, hãy ở lại Vân Hải Tông tu luyện đi. Không cần lấy lại hình dáng kỳ nhân, có gì cứ dặn dò môn hạ đệ tử làm. Đã rõ, cô, chất nhi nhớ kỹ. Vương Thu Hồng gật gật đầu, đáp ứng xuống. Kim Thiền Hải Vực, Chu Sơn Đảo. Trong phòng nghị sự, Vương Hữu Du ngồi ở vị trí chủ tọa, vẻ mặt 10 phần kích động. Hơn 10 tộc nhân ngồi ở hai bên, trên mặt mỗi người đầy vui mừng. Vương Hữu Du lúc trước gia nhập đội săn yêu, sau lại phụ trách áp giải hàng hóa, có cùng tà tu đấu pháp qua, kinh nghiệm thực chiến phong phú, pháp lực tinh thuần. Nàn đi qua rất nhiều địa phương, phụng mệnh trông coi Chu Sơn Đảo. Đưa tin tức ta tiến vào kim đan kỳ cho gia tộc, thỉnh cầu gia tộc phái trận pháp sư hỗ trợ tấn thăng linh mạch. Tạm thời không cần nói với bên ngoài, nhìn xem gia tộc an bài. Vương Hữu Du trầm giọng dặn dò nói, trong mắt tràn đầy sự kích động. Vâng, gia chủ. Ngân Xà Đảo, trong một gian mật thất. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, hai người đối mặt nhau, hai mắt khép hờ, có nhiều điểm lam quang phiêu phù trong hư không, mơ hồ có thể thấy được một viên huyền ảo âm phù. Một lát sau, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên hầu như đồng thời mở hai mắt, lam quang và âm phù tán đi. Hai người trong mắt tràn đầy vui mừng. Bế quan 10 năm, Vương Trường Sinh dựa vào linh thủy bậc 4, thuận lợi tu luyện đến kim đan tầng 9. Uông Như Yên dùng linh dược ngàn năm, cũng tiến vào được kim đan tầng 9. Theo lý mà nói, hai người có thể đánh sâu vào Nguyên Anh kỳ. Kiểm kê một chút kim đan tu sĩ của gia tộc trước mắt. Vương Trường Sinh, kim đan tầng 9, luyện khí sư bậc 3. Uông Như Yên, kim đan tầng 9. Diệp Hải Đường, kim đan tầng 2, trận pháp sư bậc 3. Vương Thanh Sơn, kim đan tầng 7, kiếm tu. Vương Thanh Thiến, luyện khí sư bậc 3, có thể luyện chế con rối thú bậc 3. Vương Thu Minh, luyện khí kỳ, đi theo Vương Thanh Sơn liệp sát yêu thú, lập chí siêu việt. Vương Trường Sinh, Vương Thanh Linh, ngự linh sư bậc 3, linh thú bản mạng băng phong giao. Vương Thanh Thuần, làm người cẩn thận. Vương Thanh Kỳ, luyện đan sư. Vương Thu Hâm, luyện khí sư. Vương Hữu Du, săn yêu, hộ tống hàng hóa. Vương Vinh Miểu, người cuồng nhiệm vụ. Vương Mạnh Bân, tu sĩ lôi linh căn. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tính dùng một ít thời gian, rèn luyện pháp lực cho thật tốt, lịch luyện một đoạn thời gian, lại đánh sâu vào Nguyên Anh kỳ. Nam Cung Miểu cho vào đồ vật bên trong, có kết anh tâm đắc. Trấn Hải Tông Nguyên Anh tu sĩ sau khi tu luyện đến kim đan tầng 9 cũng sẽ không vội vã đánh sâu vào Nguyên Anh kỳ, mà là ra ngoài lịch luyện một đoạn thời gian, mà luyện tâm cảnh, rồi mới về tông môn đánh sâu vào Nguyên Anh kỳ. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đều có tuổi thọ hơn 300 tuổi, bọn họ còn có hơn 200 thọ nguyên, cũng không cần phải gấp gáp. Kết anh linh vật đã có ít phần, không cần phải vội, bọn họ sẽ không đi bước mạo hiểm này. Trong tộc có 5 tên kim đan tu sĩ Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Linh, Vương Thanh Thiến, Vương Thu Minh và Diệp Hải Đường, bọn họ đã muốn trưởng thành, có thể vì gia tộc phân ưu. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên không cần phải tự làm mọi chuyện. Hiện tại là bọn họ suy xét kết anh, trừ phi sư tình gia tộc sinh tử tồn vong, nếu không bọn họ cũng sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Vương gia ở Đông Hoang, Nam Hải và Trung Nguyên đều có chi nhánh, thực lực cũng không cường. Chi nhánh ở Trung Nguyên là yếu nhất, bọn họ tính đi Trung Nguyên du lịch một khoảng thời gian, đồng thời giúp Vương Thiên Vân kim đan. Đương nhiên, bọn họ cũng muốn một chuyến đến Đông Hoang, thứ nhất là tế bái tộc nhân đã chết, thứ hai là gặp các chi nhánh một lần, để cho bọn họ biết Vương Trường Sinh và Uông Như Yên còn sống. Chỉ cần Vương Trường Sinh và Uông Như Yên còn sống,
thì các tộc nhân chi nhanh khác sẽ không dám nội bộ lục đục. Đại thụ phía dưới hóng mát tốt, Vương Trường Sinh lấy chuyện tấn bản, liên hệ Vương Thu Hồng. Tổ phụ, ngài đã xuất quan. Tổ phụ, trời giúp Vương thị chúng ta. Gia tộc chúng ta có hơn 4 vị kim đan tu sĩ là Tứ Bá, Thu Hâm, Mạnh Bân, Vinh Miểu, bọn họ đều tiến vào kim đan kỳ. Thiên đại hỷ sự. Đúng rồi, gia tộc chúng ta trong tay còn nắm một tòa Hàn Nguyệt Thạch khoáng mạch cỡ trung, có thể khai thác mấy trăm năm. Vương Thu Hồng giọng điệu 10 phần kích động. Gia tộc càng ngày càng mạnh, có một loại cảm giác tự hào mãnh liệt sinh ra. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đều có chút kinh ngạc. Bọn họ mới xuất quan, trong tộc liền có hơn 4 vị kim đan tu sĩ, bọn họ 10 phần cao hứng. Chương 1236, tính toán 2. Thu Hồng, ngươi lập tức đến chỗ ở của ta một chuyến, hội báo cho ta tình hình của gia tộc vài năm nay. Vâng, tổ phụ. Uông Như Yên thản nhiên cười, có chút kích động nói, phu quân, dựa vào xu thế này, gia tộc chúng ta sẽ càng ngày càng mạnh. Một tòa Hàn Nguyệt Thạch mạch khoáng có thể khai thác mấy trăm năm, đây như là một chậu châu báu. Vương Trường Sinh gật gật đầu cười nói, đúng vậy, Thu Hồng làm gia chủ quả là không sai. Không quá bao lâu, Vương Thu Hồng liền xuất hiện ở trước mặt Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, hắn hội báo lại một chút tình hình gia tộc. Vương Trường Sinh nhướng mày nói, Nam Hải muốn loạn, vài năm gần đây có gì dị thường sao? Hảo tâm tình của hắn bị tin tức này quét sạch. Nếu Nam Hải sắp đại loạn, hắn và Uông Như Yên tự nhiên sẽ không thể đi du lịch Trung Nguyên. Vương Thanh Sơn không ở đây, chỉ dựa vào Vương Thanh Linh, nếu thật sự có chiến tranh, thì đám người Vương Thanh Linh khẳng định không ứng phó qua nổi, dù sao tu vi của bọn họ cũng không cao. Gần vài năm gió êm sóng lặng, không có nghe nói đến việc hải vực kia có đại hình chiến sự, tiểu tranh chấp nhưng thật ra không ngừng. Xem ra, quả thật có việc muốn phát sinh, loại tình huống này rất không bình thường. Uông Như Yên nhíu mày nói, tu tiên giới Nam Hải có mấy chục cái hải vực, người tu tiên số lượng phần đông. Vì tài nguyên tu tiên mà ra tay đánh là chuyện thường tình. Vương Minh Nhân sau khi cảnh báo gia tộc, Nam Hải liền không có đại hình chiến sự gì. Nếu muốn nói bên trong không có vấn đề gì, nàng có thể sẽ không tin tưởng. Xem như chúng ta không thể xa nhà. Thu Hồng, trước mắt trong gia tộc có bao nhiêu đảo linh mạch bậc 3? Ngân Xà đảo là linh mạch trung phẩm bậc 3, không thể cung cấp cho 8 vị kim đan tu sĩ tu luyện. Không tính đảo nhỏ Vân Hải Tông khống chế thì còn 4 hòn đảo có linh mạch bậc 3. Ta đã muốn thỉnh Hải Đường cô cô đem linh mạch 3 tòa đảo nhỏ tấn thăng bậc 3. Lần lượt là Kim Dương đảo, Hải Lăng đảo và Hà Hoa đảo, an trí Tứ Bá bọn họ không thành vấn đề. Vương Thu Hồng đã sớm suy xét đến điểm này, phái người mua tài liệu, thỉnh Diệp Hải Đường tấn thăng linh mạch 3 tòa đảo nhỏ thành bậc 3. Linh mạch bậc 2 tấn thăng thành bậc 3 không phải đặc biệt khó, gom góp tài liệu, mời trận pháp sư bậc 3 ra tay là có thể đưa linh mạch bậc 2 tấn thăng thành bậc 3. Kim Dương đảo, Hải Lăng đảo, Hà Hoa đảo và Ngân Xà đảo mơ hồ tạo thành hình tứ phương, hình thành một hệ thống phòng hộ hoàn thiện. Nói hẳn lên, Vương gia hiện tại bố cục giống với Chu gia. Một tòa chủ đảo, 3 tòa đảo nhỏ bảo vệ xung quanh chủ đạo, thuận tiện trợ giúp và phòng thủ. Không có một điểm công pháp thuộc tính phong sao. Uông Như Yên cau mày nói, công pháp thuộc tính phong hiếm thấy. Nhưng tài nguyên tu tiên Nam Hải phong phú, không có khả năng sẽ không có một điểm công pháp thuộc tính phong. Vương Thu Hồng mặt lộ vẻ chần chừ, do dự một lát nói, có một môn huyền phẩm công pháp, nhưng chào giá có chút chát. Có thể tu luyện đến Nguyên Anh kỳ, Tôn Nhi hy vọng có thể tìm được một môn địa phẩm công pháp để cho hắn tu sửa công pháp. Căn cứ vào uy lực, tốc độ tu luyện và khó khăn trong đột phá mà công pháp được chia làm 4 phẩm giai gồm thiên, địa, huyền, hoàng. Trong đó nhiều nhất là hoàng phẩm công pháp, cũng là công pháp đột phá khó khăn nhất, có rất nhiều bình cảnh. Kim đan tu sĩ có thể sáng tạo công phá, nhưng công pháp thần thông và uy lực cũng không lớn. Trên thị trường lưu truyền hoàng phẩm công pháp đều là kim đan tu sĩ sáng tạo. Vương Trường Sinh gật gật đầu nói, nhất định phải chiếu cố hắn cho tốt. Ngươi phái người đem cha mẹ hắn đến. Đường gia ở Du Quốc xem như thổ hoàng đế, ở Nam Hải thì không là gì. Nhưng mà nên cẩn thận một ít, đừng để cho người theo dõi đến Hồng Nguyệt Hải vực. Hắn và Uông Như Yên đã muốn là kim đan tầng 9, lại tiến thêm một bước chính là Nguyên Anh kỳ. Bọn họ không sợ Đường gia. Vị tộc nhân Nguyên Anh kỳ kia của Đường gia là tu sĩ Vạn Hoa Cung,
nên là cẩn thận một điểm. Vâng, tổ phụ. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu để cho hắn dẫn Vương Hoa Phong và Diệp Hải Đường lại đây. Vương Hoa Phong và Vương Trường Sinh cách nhau 11 đời, hắn đối với vị lão tổ tông Vương Trường Sinh này có vẻ xa lạ. Nếu không phải đến Nam Hải, hắn còn không biết mình có một vị lão tổ tông sống mấy trăm năm. Dù sao hắn còn nhỏ, nhiều chuyện cũng không hiểu rõ. Vương Trường Sinh nhìn về phía Diệp Hải Đường, vẻ mặt ôn hòa nói, Hải Đường, mấy năm nay vất vả cho ngươi rồi. Vương gia có cục diện hôm nay, hắn và Uông Như Yên trả giá không ít tâm huyết. Công lao Diệp Hải Đường không thể bỏ qua. Đương nhiên, đi tìm nguồn gốc linh căn vẫn là công lao Diệp Lâm. Có một vị trận pháp sư bậc 3, vô luận là bố trí đại trận hộ đảo, phòng ngự đại trận hay là tấn thăng linh mạch, 10 phần đều thuận tiện. Cữu cữu, ta cũng là một phần tử của gia tộc, đây là việc ta nên làm, Diệp Hải Đường chân thật nói. Nàng họ Diệp nhưng nàng từ nhỏ ở vương gia mà lớn lên, đối với vương gia lòng rất trung thành rất lớn, có thể vì gia tộc mà làm việc, nàng rất cao hứng. Vương gia thực lực càng mạnh, tỷ lệ nàng báo thù càng lớn. Uông Như Yên cười nhẹ nói, Hải Đường, tuổi của ngươi cũng không còn nhỏ. Nếu có thích người nào, nói với cữu nương làm chủ cho con. Diệp Hải Đường thẳng lắc đầu, thành thật nói, đại cừu một ngày không báo, Hải Đường một ngày không suy xét tư tình nhi nữ. Ta đáp ứng cha mẹ, sẽ chiếu cố tốt cho đệ đệ, ta không chiếu cố tốt cho đệ đệ, đã là có lỗi với cha mẹ. Nếu không thể thay đệ đệ báo cừu, ở dưới cửu tuyền, ta cũng không có mặt mũi nào mà gặp cha mẹ. Các bạn đang nghe truyện Thanh Liên Chi Đỉnh của tác giả Tiêu Thập Nhất Mạc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1237, Vương Thanh Sơn với Chu Vân Tiêu, lần nữa quyết đấu. Nghe xong lời này, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên không hẹn mà cùng khinh thở dài một hơi. Cửu U Tông giống như là tảng đá lớn vậy, đặt ở trên người bọn họ, ép tới khi bọn họ không thở nổi. Yên tâm đi, có cơ hội, ngươi cũng đã kim đan, cần tu luyện thêm. Gặp vấn đề không giải quyết được, nhất định phải nói với cữu cữu và cữu nương. Cha mẹ ngươi mất, chúng ta sẽ chiếu cố tốt cho ngươi. Vương Trường Sinh vẻ mặt ôn hòa nói. Công lao Diệp Lâm cống hiến không thể bỏ qua, hắn vì vương gia mà bồi dưỡng một trận pháp sư bậc 3. Có Diệp Hải Đường ở đây, chỉ cần có đủ tài nguyên tu tiên, vương gia có thể cuồn cuộn không ngừng bồi dưỡng ra kim đan tu sĩ, có thể đem linh mạch bậc 2 tấn thăng lên bậc 3. Nói chuyện một hồi, Diệp Hải Đường lui xuống nghỉ ngơi, để lại Vương Hoa Phong. Lão Tổ Tông, ta khi nào mới có thể gặp được cha ta và mẹ ta? Vương Hoa Phong thật cẩn thận hỏi. Hắn 5 tuổi đã bị đưa đến Nam Hải, 8 năm không gặp được cha mẹ. Thời điểm vừa tới Nam Hải, hắn vẫn là thực sự sợ hãi, cũng may tộc nhân vương gia đối với hắn tương đối tốt, Vương Hoa Phong cũng từ từ yên ổn, nhưng hắn vẫn rất nhớ cha mẹ mình. Vương Trường Sinh gật gật đầu, vẻ mặt ôn hòa nói, ta đã phái người đưa bọn họ đến. Hoa Phong về sau ngươi sẽ ở cùng một chỗ chúng ta. Nơi này linh khí dư thừa, đối với tu luyện của ngươi rất có lợi. Không có gì bất ngờ xảy ra, Vương Hoa Phong tiến vào kim đan kỳ là chuyện ván đã đóng thuyền, vấn đề chỉ là thời gian. Vương Mạnh Bân chính là một ví dụ. Vương Mạnh Bân chưa đến 100 tuổi đã liền tiến vào kim đan kỳ, tốc độ tu luyện này, vương gia có Diệp Hải Đường và Vương Mạnh Bân. Các kim đan tu sĩ khác đều phải qua 100 tuổi mới có thể tiến vào kim đan kỳ. Vương Trường Sinh cũng không ngoại lệ, đủ có thể thấy được dị linh căn đáng sợ như nào. Đường gia ở Đông Hoang Du Quốc có một vị tộc nhân thiên linh căn. Thời gian 400 năm, Đường gia ở thành thế lực tu tiên số 1 số 2 ở Du Quốc. Vương gia có 2 vị tu sĩ dị linh căn, chỉ cần bồi dưỡng thích đáng thì vương gia cam đoan hưng thịnh. Vương Trường Sinh tự nhiên muốn dùng tâm bồi dưỡng bọn họ. Vương Mạnh Bân đã muốn kim đan, Vương Hoa Phong mới luyện khí. Vương Trường Sinh tính đem Vương Hoa Phong đi theo bên người, bồi dưỡng thật tốt một khoảng thời gian, tăng cường lòng trung thành của hắn đối với gia tộc. Dù sao mẹ hắn cũng là đệ tử Đường gia ở Du Quốc. Nếu chỉ là luận về số lượng cao giai tu sĩ, thì Đường gia mạnh hơn so với Vương gia. Dù sao Đường gia có nguyên anh tu sĩ, chẳng sợ vị nguyên anh tu sĩ ở tông môn. Vâng, lão tổ tông. Uông Như Yên hỏi một chút cuộc sống hàng ngày của Vương Hoa Phong, Vương Hoa Phong chi tiết trả lời. Thời gian sau một chén trà nhỏ, Vương Hoa Phong lui ra nghỉ ngơi. Thêm một tộc nhân dị linh căn, phu quân, trời giúp vương thị chúng ta. Uông Như Yên cười nói,
vẻ mặt có chút kích động. Vương Trường Sinh gật gật đầu nói, đúng vậy. Sau một khoảng thời gian không có sự tình gì, chúng ta quay về Đông Hoang một chuyến đi. Nhiều năm như vậy, đây là thời điểm chúng ta quay trở về tế bái. Một chút tộc nhân gặp nạn, ở lại trấn áp một chút các tộc nhân các chi nhánh. Năm đó ba cứ điểm của gia tộc bị tập kích, bọn họ lo lắng địch nhân ở trong tối, không dám trở về thăm. Nhiều năm như vậy trôi qua thì cũng là thời điểm trở về vấn an một chút. Nếu không ở thời điểm đánh sâu vào Nguyên Anh kỳ, chuyện này khả năng sẽ trở thành tâm ma. Tộc nhân phân tán, lòng trung thành nhất định sẽ suy yếu, hai vị lão tổ tông hắn và U Như Yên lộ mặt sẽ tăng thêm lòng trung thành của tộc nhân. Đúng vật, nhiều năm như vậy, chúng ta nên quay trở về nhìn một chút, nhân tiện dẫn theo Hoa Phong đi theo. Nhìn ra được, hắn rất nhớ cha mẹ hắn, hắn là một đứa nhỏ tốt. Rời xa 8 năm, hắn vẫn nhớ cha mẹ mình, nếu hắn trưởng thành hẳn lên, khẳng định sẽ phù hộ cho gia tộc. U Như Yên tâm tư nhẫn nhụi, nàng vừa rồi hỏi Vương Hoa Phong để kiểm tra Vương Hoa Phong, xem thử hắn có hiếu tâm hay không. Nếu Vương Hoa Phong không có một chút quan tâm phụ mẫu của chính mình, thì loại người này chính là Bạch Nhãn Lang, có bồi dưỡng cũng vô dụng. Vương Hoa Phong quan tâm cha mẹ, hắn thậm chí còn hội họa bức vẽ cha mẹ, nhớ món ăn mà cha mẹ yêu thích. Vương Trường Sinh gật gật đầu, Uông Như Yên đề nghị thực có đạo lý. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đều bận rộn hẳn lên. Vương Trường Sinh muốn vội vàng luyện chế pháp bảo phòng ngự bậc 1, lưu chỉ độ kiếp, luyện chế nhiều món không hư hỏng. Tài liệu thì Vương Thu Hồn đã góp nhặt không ít, Uông Như Yên luyện chế phù triện bậc 3, tồn nhập vào bảo khố gia tộc, lo trước khỏi họa. Kim Thiền Hải Vực, trên một hoang đảo vô danh. Vương Thanh Sơn và Chu Vân Tiêu đang đứng trên một ngọn núi cao. Sắc mặt Vương Thanh Sơn bình tĩnh còn Chu Vân Tiêu ánh mắt cuồng nhiệt. Trên trời có một đoàn mây trắng lớn, Tiêu Dao Kiếm Tôn cùng một thiếu phụ trung niên khuôn mặt đẹp đẽ đang ngồi ở trên đoàn mây trắng đó. Diệp đạo hữu, nghe nói ngươi nơi nơi tìm Thất Tuyệt Đao Hoàng, ngươi đã tìm được hắn. Thiếu phụ trung niên thản nhiên cười, thuận miệng hỏi. Tiêu Dao Kiếm Tôn lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, không có, hắn hành tung quỷ bí. Đông Hoang, Nam Hải, Bắc Cương và Trung Nguyên đã tìm khắp, cũng chưa tìm được hành tung hắn. Thời điểm lão phu rời khỏi tông môn, hắn hết lần này đến lần khác tìm tới cửa, cùng trưởng môn sư huynh đánh một hồi, đến khi lão phu chạy về tông môn, hắn đã đi mất. Chương 1238, dị biến. Hắn tìm thấy Tuyệt Đao Hoàng tứ phía, chỉ so Tây Mạc là không đi, đều không có tìm được Thất Nguyệt Đao Hoàng. Thất Tuyệt Đao Hoàng tại Trung Nguyên được xưng là người chưa hóa thần mạnh nhất, không ít thần thông. Trưởng môn quý phái nghe nói tu luyện tứ quý kiếm quyết, thần thông cũng không nhỏ. Hắn và Thất Tuyệt Đao Hoàng luận bàn, không biết ai thắng ai thua. Mỹ phụ trung niên cười mỉm hỏi, Đại Yến Vương Triều Hoàng tộc Chu gia tính đem Thất Tuyệt Đao Hoàng nạp rể, nguyện ý đem một nữ nhân, thiên linh căn gả cho Thất Tuyệt Đao Hoàng. Đáng tiếc Thất Nguyệt Đao Hoàng cự tuyệt, không muốn bị tục sự quấn thân. Ngay cả chuyện vụ của Thất Tuyệt Môn đều lười quản lý, giao cho phó môn chủ xử lý. Tiêu Dao Kiếm Tôn liếc mắt nhìn Mỹ phụ trung niên, ý vị thâm thường nói, Thất Tuyệt Đao Hoàng không thể đánh tan được phòng ngự trưởng môn sư huynh, hai người luận bàn ba chiêu, ngang tay. Mỹ phụ trung niên trong mắt chợt lóe, cười nói, không hổ là trưởng môn thái nhất tiên môn. Nếu sư phụ không có biện pháp quyết đấu, thì đệ tử quyết đấu cũng không sai, đệ tử ký danh với đệ tử ký danh. Vừa dứt lời, một trận tiếng kiếm minh trong suốt vang lên, hàng nàng thanh sắc phi kiếm bắn nhanh về phía Chu Vân Tiêu. Chu Vân Tiêu hít sâu một hơi, tay phải vừa lật, thanh trường đao màu đỏ trên lưng bay vào tay hắn, bổ vào hư không. Tiếng xe gió vang lớn, một đạo cầu vồng màu đỏ dài hơn trăm trượng bẩn, một cái mơ hồ sau, hóa thành hơn 100 đạo đao khí màu đỏ, bổ về phía đối diện. Oanh đùng đùng, hồng sắc đao khí và thanh sắc đao khí va chạm nhau, bộc phát ra một thanh âm kim loại va chạm, cường đại khí lưu cuồn cuộn nổi lên lượng lớn bụi đất. Mấy chục cây cối bị cường đại khí lưu cuốn lên trời cao, sau đó bị đao khí cùng kiếm khí chạm thành mảnh vụn. Vương Thanh Sơn bấm niệm kiếm quyết, quanh thân hiện ra từng mảng lớn hư ảnh phi kiếm màu xanh, hư ảnh bay lộn vòng quanh hắn không chừng. Từng cổ đại khí lưu cường đại đột nhiên hiện lên, cả người hóa thành mấy chục lốc xoáy màu xanh cao mấy chục trượng, rất nhanh thổi quét về hướng Chu Vân Tiêu. Nơi lốc xoáy màu xanh đi qua, cây cối hoặc tảng đá đều bị cuốn vào bên trong lốc xoáy, bị vô số thanh sắc phi kiếm chảm vỡ nát.
Sắc mặt Chu Vân Tiêu có chút ngưng trọng, thanh hồng sắc trường đao hào quang đại trướng, một tầng hỏa diễm màu đỏ đột nhiên hiện lên, nhiệt độ xung quanh tăng cao. Hồng sắc trường đao trong tay hắn hướng tới hư không bổ ngang, tiếng xe gió vang lớn, hư không một trận vặn vẹo. Một đạo hồng sắc đao khí dài hơn trăm trượng chợt lóe ra, bổ về phía lốc xoáy màu xanh. Nơi hồng sắc đao khí đi qua, cuồn cuộn nổi lên từng đợt hỏa lãng màu đỏ. Hồng sắc đao khí nhanh chóng xẹt qua trên không mấy chục cây, cây cối tự cháy, trong chớp mắt không còn lại gì. Oanh đùng đùng. Hồng sắc đao khí chạm vỡ nát lốc xoáy màu xanh, vô số thanh sắc kiếm khí bắn ra, đánh về phía Chu Vân Tiêu. Hàng ngàn thanh sắc phi kiếm đánh úp lại, hư không vang lên một trận tiếng xé gió bé nhọn đau đớn màng tai. Khí thế trên người Chu Vân Tiêu nhất trướng, từng cổ cuồng phong đột nhiên hiện lên, thổi bay lượng lớn cát đá. Hư không vừa bổ, hồng quang chợt lóe, một con hồng sắc hỏa ương lớn hơn 10 trượng đột nhiên xuất hiện, bọc lấy một trận cuồng phong, đánh úp lại về phía thanh sắc kiếm khí. Vô số kiếm khí màu xanh trở nên mơ hồ, sau đó hóa thành một thanh kình thiên cự kiếm, dẫn theo một cỗ khí thế hủy thiên diệt địa, đánh về phía hỏa ương màu đỏ. Một trận tiếng gầm rú thật lớn vang lên, hồng sắc hỏa ương bị kình thiên cự kiếm chạm vỡ nát, từng mảng lớn hỏa diễm tuôn ra, che kín kình thiên cự kiếm. Không quá bao nhiêu lâu, hỏa diễm màu đỏ tán đi, kình thiên cự kiếm cũng biến mất không thấy. Trong một ngọn núi, Vương Thanh Sơn đứng ở đỉnh núi, trên người lao ra một cỗ kinh thiên kiếm ý. Hơn 1.000 thanh sắc phi kiếm giống nhau như đúc xuất hiện phía sau hắn, mỗi một cây thanh sắc phi kiếm đều phát ra một trận kiếm minh thanh trong suốt. Cùng với tiếng hạ xuống của Vương Thanh Sơn, hơn 1.000 thanh sắc phi kiếm hóa thành hơn ngàn đạo thánh sắc hồng quang, giống như lưu tinh rơi xuống đất vật, bắn nhanh về phía Chu Vân Tiêu. Hơn ngàn đạo thanh sắc hồng quang bắn nhanh đến, chưa gần người, từng cổ cảm giác áp bức mạnh mẽ phả vào mặt, Chu Vân Tiêu cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Hắn hít sâu một hơi, thanh hồng sắc trường đao trong tay hào quang đại trướng, bổ vào trong hư không. Hồng quang chợt lóe, một đạo hồng sắc đao khí lớn hơn trăm trượng bay ra, hung hăng bổ vào ngọn núi cao đối diện. Oanh đùng đùng. Hơn phân nửa cái đỉnh núi bị hồng sắc đao khí chém xuống, một tầng hỏa diễm màu đỏ nhanh chóng lan tràn ra, giống như một ngọn núi lửa màu đỏ, nghênh hướng về phía hơn ngàn đạo thanh sắc hồng quang. Hơn ngàn đạo thanh sắc hồng quang xuyên thủng núi lửa. Núi lửa màu đỏ bạo liệt mở ra, hóa thành vô số khối xích sắc hỏa thạch, rơi trên mặt đất dấy lên lửa lớn hừng hực. Tiếng hô xe gió vang lớn, hơn trăm đạo kình thiên đao khí dài hơn trăm trượng thẳng đến Vương Thanh Sơn. Nơi kình thiên đao khí đi qua, cao phong giống như là đậu hữu vậy, bị cắt thành vô số khối, bốn phần ngũ liệt, một gốc cây bạo liệt mở ra, hóa thành từng mảng lớn vụn gỗ. Vương Thanh Sơn sắc mặt trở nên ngưng trọng hẳn lên, há mồm, thanh ly kiếm bay ra, nằm ở trên tay hắn. Thanh ly kiếm cả vật thể tinh quang lưu chuyển không chừng. Hắn rót cường đại pháp lực vào bên trong thanh ly kiếm. Quang mang mũi nhọn đại trướng, phát ra một trận tiếng kiếm minh chói tai. Chợt lóe thanh quang rồi bắn ra vô số kiếm khí màu xanh, nên hướng đánh úp lại đao khí kình thiên. Các bạn đang nghe truyện Thanh Liên Chi Đỉnh của tác giả Tiêu Thập Nhất Mạc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1239, Vạn Quỷ Tông 1. Oanh đùng đùng, một trận tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vang lên, thanh sắc kiếm khí và kình thiên đao khí chạm vào nhau, đều đồng quy vô tận, bộc phát ra từng đợt cường đại khí lưu. Phong vân đổ quyển, cây cối và tảng đá bị cường đại khí lưu cuốn lên trời cao, kiếm khí và đao khí đem tảng đá và cây cối chạm vỡ nát. Ta hiện tại muốn động thủ thật, nhưng ngươi phải cẩn thận. Sắc mặt Chu Vân Tiêu trầm xuống, hồng sắc trường đao trong tay hào quang đạo trướng, trên người thoát ra một cỗ khí thế kinh người. Đúng lúc này, trên Khôn Trung chợt vang lên một trận trời quang, sét đánh, không gian bị một trận vặn vẹo biến hình, giống như khăn lâu có nếp uốn hẳn lên vậy. Tiếng hô xe gió mãnh liệt, một lốc xoáy màu đen lớn vài trượng đột nhiên hiện lên. Ngay từ đầu, lốc xoáy chỉ nhỏ mấy trượng, nhưng rất nhanh mở rộng đến hơn 10 trượng. Một trận sấm nhân âm phong tuôn ra, đồng thời từng mảng lớn sương mù màu đẻ tỏa ra. Nhìn thấy như vậy, Chu Vân Tiêu và Vương Thanh Sơn hơi bị sửng sốt, hai người mắt không hẹn mà cùng lộ ra kinh ngạc. Tiêu Dao Kiếm Tôn và Mỹ Phụ Trung Niên cũng có chút kinh ngạc, bọn họ cũng không rõ ràng lắm lốc xoáy màu đen là cái gì. Bí cảnh, bảo vật xuất thế,
có thể sẽ không ngẫu nhiên vậy chứ. Dừng tay, các ngươi trước tiên đừng đánh nữa, các ngươi thật giống như là đánh vỡ một cái phong ấn bí cảnh nào đó. Tiêu Dao Kiếm Tôn nhíu mày nói, sắc mặt có chút cổ quái. Sương mù màu đen tản mát ra một cỗ khí tức âm lãnh, không giống như là bí cảnh. Mỹ phụ trung niên lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng nói, giống như không phải là bí cảnh, không phải là yêu ma xuất thế chứ. Năm đó huyết đế uy danh hiển hách, huyết tế mấy chục vạn tu sĩ, nhiều vị tiền bối liên thủ đả thương nặng huyết đế, thật sự không thể giết người này, bố trí trận pháp đem phong ấn hẳn lên. Nơi này không phải là địa phương phong ấn huyết đế chứ. Khẳng định không phải huyết đế, người này về sau chuyển tu thi đạo, đã muốn bị tổ sư gia tứ quý kiếm tôn của Thái Nhất Tiên Môn chúng ta giết chết. Cho dù người này sau này có chuẩn bị, cũng không có khả năng còn sống. Dù sao đã qua hơn 3.000 năm, hóa thần tu sĩ cũng vô pháp sống đến bây giờ. Tiêu Dao Kiếm Tôn lắc đầu, ánh mắt 10 phần ngưng động. Cái này hình như là quỷ khí. Không sai, quả thật là quỷ khí. Vương triều Đại Yến chúng ta có một chỗ địa hiểm vạn quỷ quật, đều thoát ra quỷ khí. Trong này không phải là cái nào đó cường đại xào huyệt yêu ma. Chu Vân Tiêu nhíu mày nói, vẻ mặt ngưng trọng. Thanh Sơn, ngươi lập tức quay về Linh Miết Phường Thị, nói cho Lưu Sư Đệ biết tình hình này. Nếu nơi này có thể là xào huyệt yêu ma, lão phu tự nhiên không thể đuổi theo mặc kệ. Tiêu Dao Kiếm Tôn nhìn về phía Vương Thanh Sơn, mở miệng dặn dò nói. Bọn họ vỗ vỗ mông chạy lấy người. Yêu ma lao tới, chính là một hồi tai nạn. Đương nhiên, ở tại chỗ này có nguy hiểm, cũng là có cơ duyên. Người Thái Nhất Tiên Môn nếu là có thể nắm trong này địa phương này, thì có lẽ đạt được lượng lớn tài nguyên tu tiên. Kỳ ngộ và nguy hiểm cùng tồn tại. Tiêu Dao Kiếm Tôn đối với mình thực có tin tưởng. Cho dù có cường đại yêu ma, đánh không lại hắn vẫn có thể chạy trốn. Vâng, sư phụ, Chu đạo hữu, lần sau lại luận bàn với ngươi. Vương Thanh Sơn đáp ứng xuống dưới, thu hồi phi kiếm, hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi. Vân Tiêu, ngươi chạy về phi xa hải vực, đem tình hình này nói cho cửu ca và thập ca. Ta và Diệp đạo hữu ở tại chỗ này, tránh cho yêu ma lao tới, tai họa nhân gian. Mỹ phụ trung niên có suy nghĩ không khác với Tiêu Dao Kiếm Tôn, dặn dò Chu Vân Tiêu. Vâng, cô cô. Chu Vân Tiêu đáp ứng xuống, hóa thành một đạo độn quang màu đỏ phá không mà đi. Bên ngoài mấy ngàn dặm, trong một hòn đảo lớn ngàn dặm, kiến trúc ở trên đảo san sát nhau, thảm thực vật rậm rạp, nơi này là một trụ sở của môn phái tu tiên. Làm cho người ta chấn động là, trên đảo thi thể khắp nơi, ánh lửa tận trời. Cẩn thận quan sát thì có thể thấy thi thể trên mặt đất đều bị hút khô tinh huyết, biến thành thây khô. Trên đỉnh núi cao nghìn trượng, một gã tu sĩ áo bào đen đứng trên đỉnh núi, tu sĩ rõ ràng là một khối cốt thi, không có huyết nhục, trong hốc mắt có hai luồng hỏa diễm màu vàng. Trong hư không phía trước, có một lốc xoáy màu đen lớn vài chục. Ha ha, rốt cuộc cũng mở ra được cửa vào. Có huyền âm quỷ khí tương trợ, không dùng được trăm năm, ta có thể tái tạo được nhục thân. Tứ quý lão quỷ, lão phu không đánh lại ngươi, nhưng mà lão phu sống lâu hơn ngươi. Chờ lão phu tái tạo nhục thân, thì chính là lúc Thái Nhất Tiên Môn ngươi bị diệt môn. Cốt thi cuồng tiếu nói, nó hóa thành một đạo độn quang màu đen, bay vào bên trong lốc xoáy màu đen. Hầu như trong lúc nhất thời, Kim Thiền Hải vực nhiều chỗ xuất hiện đám lốc xoáy màu đen, toát ra từng mảng lớn quỷ khí. Quỷ khí so với âm khí càng khủng bố hơn, có thể làm dơ bẩn linh khí. Kim Thiềm Hải vực dị thường, rất nhanh khiến cho thế lực tu tiên địa phương chú ý. Bọn họ một bên phái người xem xét, một bên quay về hội báo. Hồng Nguyệt Hải vực, Ngân Xà Đảo. Trong một tòa sân yên lặng, ba người Vương Trường Sinh, Uông Như Yên và Vương Thanh Thiến đang ngồi ở thạch đình uống trà nói chuyện phiếm. Vương Hoa Phong bay tới bay lui trên trời cao, lưng có một đôi cánh xanh mờ. Đôi cánh màu xanh hiển nhiên là pháp khí, linh quang lập lòe. Vương Trường Sinh xuất quan đã hơn một năm, sau khi hắn luyện chế ra một món pháp bảo phòng ngự bậc 1, thuận tay luyện chế cho Vương Hoa Phong một món phi hành pháp khí. Chương 1240, Vạn Quỷ Tông, 2. Với trình độ luyện khí của hắn hôm nay, luyện chế một món pháp khí là chuyện dễ dàng. Không quá bao lâu, Vương Hoa Phong dừng lại bên trong thạch đình, sắc mặt đầy vui mừng. Hoa Phong, truy phong dực này thế nào? Vương Trường Sinh vẻ mặt ôn hòa hỏi. Nói hẳn lên, hậu bối trong tộc
có thể để cho Vương Trường Sinh tự mình hỗ trợ tộc nhân luyện khí chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thực không sai, ta thực thích, đa tạ lão tổ tông. Vương Hoa Phong thu hồi truy phong dực, cảm kích nói. Vương Trường Sinh là tộc nhân có bối phận cao và thực lực mạnh nhất, hắn nguyện ý vì Vương Hoa Phong luyện chế pháp khí phi hành, đủ có thể thấy được Vương Trường Sinh thực coi trọng hắn. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, thật cẩn thận hỏi, lão tổ tông, cha mẹ ta có tới đây không? Hẳn là ở trên đường, không cần phải gấp gáp. Vương Trường Sinh vừa nói xong lời này, một trận tiêm minh tiếng dồn dập vang lên. Vương Trường Sinh nhíu nhíu mày đầu, lấy ra chuyện tấn bản, đánh vào một đạo pháp quyết. Rất nhanh, thanh âm dồn dập của Vương Thu Hồng chợt vang lên, không tốt rồi, tổ phụ. Tộc nhân ở Đông Hoang đã xảy ra chuyện, thập nhị thúc kim đan thành công, hắn đã qua đây. Ngươi cùng Thanh Thuần lập tức đến chỗ của ta, gặp ta hội báo. Vâng, tổ phụ. Thấy như vậy, Vương Hoa Phong thức thời lui xuống, quay về chỗ ở tu luyện. Cha, có thể sẽ không phải là kẻ địch diệt chi nhánh Đông Hoang chứ? Vương Thanh Thiến có chút lo lắng nói. Gia tộc lặp đi lặp lại nhiều lần lọt vào tập kích, ai cũng không thoải mái. Không biết, hy vọng là không phải. Không quá bao lâu, Vương Thanh Thuần cùng Vương Thu Hồng liền xuất hiện trước mặt Vương Trường Sinh. Vương Thanh Thuần đơn giản nói qua một chút sự tình trải qua. Mạnh Phần đã muốn tu luyện đến trúc cơ tầng 8, hắn mấy năm nay vì gia tộc xuất lực không ít. Hắn có hai tôn tử ở Ngân Xà Đảo. Hắn đối với gia tộc lòng trung thành rất lớn. Cửu thúc cửu thẩm, các người nhất định phải cứu hắn. Uông Như Yên mày liễu hơi nhíu hỏi, lại là vì Hoa Phong. Đường gia có bao nhiêu vị Nguyên Anh tu sĩ và Kim Đan tu sĩ? Theo như ta được biết, ngoại trừ vị Nguyên Anh tu sĩ ở Vạn Hoa Cung thì đường gia còn có 5 vị Kim Đan tu sĩ. Cổ lực này ở Du Quốc quả thật rất cường đại, luận về số lượng Kim Đan tu sĩ, đường gia không bằng Vương gia chúng ta. Vương Thanh Thuần nói xong, trên mặt lộ ra một chút tự hào. Đường gia có thể xuất hiện 5 vị kim đan tu sĩ, tộc nhân Nguyên Anh kỳ kia xuất lực không nhỏ. Nhưng tài nguyên tu tiên Đông Hoang cũng không phong phú. Đường gia có thể nuôi dưỡng ra 5 kim đan tu sĩ đã thực sự rất giỏi. Nói hẳn lên, nếu không phải đến Nam Hải phát triển, Vương gia cũng sẽ không xuất hiện nhiều kim đan tu sĩ như vậy. Mặc kệ nói như thế nào, trong cơ thể Hoa Phong có một nửa huyết mạch đường gia. Đường gia đòi người. Thứ nhất là vị tộc nhân Nguyên Anh kia cấp lực lượng. Thứ hai là Vương gia chúng ta thanh danh không hiển hách, đường gia lúc này mới làm ra chuyện ngu xuẩn này. Dù sao cũng muốn một chuyến quay về Đông Hoang, vậy đi một chuyến đi. Thanh Thuần và Hoa Phong theo chúng ta trở về. Thanh Thiến, trong lúc chúng ta không có ở nhà, ngươi và Thanh Linh xem trọng gia, phái người liên hệ với Thanh Sơn, xem thử hắn có trở về Ngân Xà Đảo tọa trấn không. Lúc này đây quay trở về Đông Hoang, thời gian cũng phải kể tới năm. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đều định quay trở về Đông Hoang, tế bái tộc nhân đã chết, nếu không đạo tâm không viên mãn. Chuyện Vương Hoa Phong tiến vào Kim Đan Kỳ là chuyện ván đã đóng thuyền. Về phần Nguyên Anh Kỳ, ai cũng không dám cam đoan. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên có được nhiều phần kết anh linh vật, cũng không có nắm chắc nhất định tiến vào Nguyên Anh Kỳ. Vương Hoa Phong ở Vương gia sinh hoạt mười mấy năm, đọc thuộc tộc sử, đối với gia tộc lòng trung thành không kém, cũng không lo lắng hắn sẽ phản bội gia tộc. Vì Vương Hoa Phong mà cùng đường gia ra tay đánh lớn, thực sự không sáng suốt. Vương gia có thể mượn cơ hội này, cùng đường gia trở thành minh hữu. Có đường gia ủng hộ, Vương gia ở Đông Hoang phát triển sẽ rất tốt. Vương Thanh Linh có kim đan tầng 4, Vương Thanh Thiến cũng là kim đan tầng 4, hơn nữa là khôi lỗi thú bậc 3. Nguyên Anh tu sĩ không ra tay, bảo vệ cho Ngân Xà Đảo không thành vấn đề. Nhưng mà đại trận bảo hộ Ngân Xà Đảo do Diệp Lâm tự tay bố trí, bất quá Diệp Lâm có nói qua, chỉ cần có kim đan tu sĩ khống chế trận pháp, Nguyên Anh tuyệt đối sẽ không công pháp được đại trận hộ đảo Ngân Xà Đảo. Thu Hồng, nếu gặp được chuyện phiền toái không giải quyết được, có thể cầu viện Trương gia. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta và Trương gia là quan hệ thông gia. Đương nhiên, không đến vạn bất đắc dĩ, thì không cần cầu viện Trương gia. Uông Như Yên bổ sung nói. Đường gia có Nguyên Anh tu sĩ, Vương Trường Sinh hoặc là Uông Như Yên một mình thượng môn, đường gia vị tất sẽ đáp ứng thả người. Quan trọng nhất là, mục đích bọn họ quay về Đông Hoang là tế bái tộc nhân gặp nạn, nếu không đạo tâm không viên mãn. Đã rõ, tổ mẫu, tôn nhi nhớ kỹ. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, cùng ba người Uông Như Yên rời khỏi Ngân Xà Đảo.
Kim Thiền Hải vực, trong một hoang đảo vô danh, một cái lốc xoáy màu đen lớn hơn 10 trượng xuất hiện trên trời cao. Một đội tu sĩ đứng xung quanh canh giữ lốc xoáy màu đen, vẻ mặt đầy khẩn trương. Xa xa phía chân trời xuất hiện từng mảng lớn độn quang đủ mọi màu sắc. Không quá bao lâu, độn quang xuất hiện trên hoang đảo. Độn quang đủ mọi màu sắc là tu sĩ vạn kiếm môn khống chế kiếm quang phi độn. Các bạn vừa nghe xong tập 124 của bộ truyện Thanh Liên Chi Đỉnh của tác giả Tiêu Thập Nhất Mạc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.